Đêm chưa ngủ nghe ngoài trời đổ mưa từng hạt rơi, gác nhỏ buồn lẻ loi bóng dáng in trên thềm loang. Em gói tay để ôm mình vào thương nhớ, nhớ mãi không quên hình bóng buổi đời từ muôn thuở, tiếng mưa có vui bao giờ. Chuyện lòng tôi kể đến đây đã bao mùa mưa. Ủa sao đến đây kìa? Khoan, bây giờ đến hay cắt? Đây, cắt đây, lột, làm lại. Ba. Chuyện lòng tôi kể cách đây đã ba mùa mưa. Hay quá. Chân ngon. Dịu quá mình. Dối liếu chỉ có hai câu thôi mà còn bị giáp một chữ nữa. Chào, Minh Sùi xin hoan chào mừng tất cả quý vị đang cùng đến với Sàn Đấu Ngôi Sao. Quý vị thân mến, ngày hôm nay thì chúng ta lại gặp lại nhau sau một tuần trôi qua đúng không ạ? Đầu tiên xin được giới thiệu đội chơi với hai thành viên rất là dễ thương, nghệ sĩ Bình Tinh và ca sĩ Khắc Minh. Trời ơi, vô dáng này, tao dáng nè, 2, 3 vô. Không tỏ sai nha. Ủa? Thấy hơi sai à? Sao sai? Chương trình vui mà mặt hơi quạo. Thì kêu tạo dáng. Tạo dáng thì tạo dáng dễ thương. Mình chỉ chị tạo dáng dễ thương. Thôi sai quá. Đi qua bên đây luôn. Đi qua bên đây. Đối đầu với đội bên này thì chúng ta sẽ có hai thành viên của đội tiếp theo. Đó chính là anh Linh Tý cùng với ca sĩ Xuân Nghi. Chính xác nha, tạo cái dáng đẹp nha. Đúng rồi. Hợp lý quá. Đúng. Đằng sau quay về nè. Về. Bây giờ mình giới thiệu về đội mình cho khán giả cũng như là đội chơi phải nể phục, đúng không? Đội nhà mình trước, vô. Đội Minh Tinh xin gửi lời chào trân trọng và thân thương nhất đến tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình Sàn Đấu Ngôi Sao. Okay. Dạ, đội Minh Tinh xin chào tất cả quý vị. Ủa nó nghe nè, như trên nha. Như trên. Bây giờ mình nói cái thế mạnh. Thế mạnh đội mình là gì? Thế mạnh của tụi em là không hề có thế yếu. Hay. Đúng chưa? Không đúng. Có thế yếu. Chỉ có thế quá yếu rồi. Ừ. Mình có tên đội luôn không? Có. Nói luôn. Minh Tinh. Minh Tinh. Ủa. Ủa? Là nó đơn giản luôn hả? Đội đó, đó. Đội. Một trà hổ tay cho đội Minh Tinh. Rồi bên đây Minh Tinh thì bên đội nhà mình xin mời. Thì cũng giống như là bên bển là có Bình Tinh, Khắc Minh hợp nhau thành một cái tên là Minh Tinh. Hai. Thì bên đây có Linh Tý và Xuân Nghi. Đúng rồi. Sẽ hợp nhau thành một cái tên vui vẻ. Vui vẻ. Ôi nghe quá. Sốc không ạ? Nhưng mình có cái thế mạnh gì không? Thế mạnh là mình có không em? Không biết mình thế mạnh là gì đó anh. Thế mạnh em không biết là... Tuyệt vời. Và với chủ đề là hãy để mưa rơi. Yeah. Rồi, và bây giờ hai đội chơi đã sẵn sàng, chủ đề cũng đã thông báo. Xin mời quý vị bước đến vòng đầu tiên của Sàn Đấu Ngôi Sao. Quý vị thân mến, đây là vòng đầu tiên của Sàn Đấu Ngôi Sao với tên gọi là nhanh tay lẹ mắt. Rồi bây giờ hỏi nè, sau khẩu lệnh gì thì bấm. Chữ hết. Đúng. Nhưng bây giờ chưa bấm. Ok. Ok. Nhận quà trước, gói gọn lại với ba bức hình thôi. Mọi người coi cho kỹ nha. Ba bức hình, trong số đó có một bức hình là nghệ sĩ ẩn danh chính xác. Xin mời. Ủa? Sao quay lẹ vậy? Ủa? Đâu? Ủa thiệt là vậy thôi đó anh. Vậy đó hả? À, chiếu rồi đó. Ủa nó chiếu vậy rồi, chiếu gì anh? Thôi mình không coi cái này, thôi mình đoán đi. Mình đoán người sĩ ẩn danh thông qua 6 mảnh ghép của chương trình là gì. Đó, 6 mảnh ghép này nha. Mình phải nhấn cái chu, mình dành cái lượt. Sau khẩu lệnh là hết thì mình mới nhấn chu. Yeah. Ok. Hay quá
bình tĩnh. Hay vậy. Tuyệt vời. Bây giờ chọn, chọn số mấy? Hai chị em mình đã phân công rồi, là chị chỉ có bấm thôi. Còn lại tất cả là em. Ủa alo. Mình đơn thôi. Vậy bây giờ cho tụi em chọn số 6 đi. Số 6 đi. Ok. Để coi đằng sau mảnh ghép số 6 có câu hỏi như thế nào. Chúng ta sẽ có một đoạn nhạc nha. Xin mời. Em đã vâng theo miếng mắt người. Em á. Và cái đoạn cười mà cười hớ hên như vậy đó là cái thách đố của chương trình. Thì cái giọng cười đó là lấp đi một câu hát. Nhiệm vụ của đội nhà mình điền vô cái câu mà bị lấp đi đó. Rồi, ca khúc này là ca khúc Tình Xa Khuất ha. Chúng ta sẽ có 3 gợi ý. A. Vì anh đã bước đi theo người. B. Vì anh đã hết yêu em rồi. Và C. Vì anh đã trót yêu em rồi. Miếng đã hết yêu em rồi. Không, hết thương là thấy sai rồi đó. Không, anh vẫn còn yêu. Hết yêu. Câu A. A đúng không? Yeah. Là vì anh đã bước đi theo người. Yeah. Câu A. Sai. Sai. Nếu như được lựa chọn, đội mình sẽ lựa chọn đáp án nào? Dạ, em xin chọn đáp án B. Đáp án B đó là tình quá vậy? Vì anh em đã hết yêu em rồi. Nhưng anh rất yêu em, anh tặng em 10 điểm chúc mừng. Nhà mình có 10 điểm. Xin mời. Mảnh ghép số 6 mở. Trời đất ơi, gợi ý. Gợi ý thật là sâu sắc. Thấy cái rèm á là giống cái áo của ba anh rồi đó, nhưng mà không biết phải ba anh đâu. Đó, là mặt là chú mặc toàn hộ à. Ba kim sa không không? Toàn kim sa thôi. Thì bây giờ mình chơi tiếp thôi. Tiếp thôi, bắt buộc phải chơi tiếp rồi. Mình giành lượt. Cứ nghe cái hết đó thì bấm. Đó. Đúng. Thôi lại trả lời sai. Yên tâm anh. Bây giờ mình lựa đi. Lựa đi. Sửa sai nè. Hồi nãy em chọn số 6 phải không? Giờ chị chọn số 1. Hai. Lật lại. Lật lại. Trong bài hát Mưa Nửa Đêm của nhạc sĩ Trúc Phương, chàng trai đã ngắm mưa đêm ở đâu? Chúng ta có 3 gợi ý. A. Quán nước. B. Công viên. Và C. Trên gác xếp. 15 giây bắt đầu. Trả lời ạ. Ok. Trên gác xếp ạ. Trên gác xếp. Dạ. Mình có thuộc cái câu nào trong đó mà liên quan đó? Đêm chưa ngủ nghe ngoài trời đổ mưa từng hạt rơi gác ngò buồn lẻ loi bóng dáng in trên thềm loan. Em cuối tôi để ôm mình vào thương nhớ nhớ mãi không quên hình bóng bụi ban đầu. Rồi, bây giờ mình có 10 điểm, kèm theo đó là mình mở ô số 1. Mời đội nhà mình xem. Một chiếc xe mô tô. Cái này, cái hình này, ảnh ảnh này anh quen lắm luôn đó. Quen ha? Ừ. Bây giờ có chiếc xe làm sao đoán được? Đúng không? Chơi không, tiếp. Bây giờ phải chơi tiếp thôi. Chơi tiếp thôi. Chưa đoán được. Thì đúng, phải hết thì chơi tiếp. Hay quá, Nghi ơi. Mời đội mình chọn. Anh thấy con nhỏ số 2 cái mặt giống bình tĩnh đó, anh chọn đi. Số 2, ok. Câu hỏi số 2 chúng ta sẽ có một đoạn video clip gửi. Xin mời. Đêm nay thời gian đứng yên lắng đọng, cho đôi tình nhân đắm trong giấc mộng. Mưa rơi làm thêm khó câu giã đường, vì đường xa ướt mưa. Đây là ca khúc Đường Xa Ướt Mưa. Một sáng tác của nhạc sĩ Đức Huy đúng không ạ? Hãy cho Minh Xu biết câu hát tiếp theo là gì. A. Da em lụa là tóc em xóa mềm. Cái đó là câu A. Câu B. Em muốn anh đưa em về. Câu C. Lung linh trời sao sáng trong mắt em. Như lung linh á. Lung linh trời sao sáng. C. Lung linh trời sao sáng trong mắt em. Lung linh trời sao sáng trong mắt em. Dạ. Đây là một câu hát nằm trong bài luôn. Chính dạ, xác rồi. Là như vậy. Nhưng không biết là vô đoạn đúng nào. Đúng rồi, đúng rồi. Không biết nằm đoạn nào thôi chứ chắc chắn nằm trong bài rồi đó. Dạ, nếu như được lựa chọn. Em sẽ chọn đáp án A. Chứ bây giờ đáp án B đâu vô. Dạ đúng rồi. Đúng không? Thì chỉ còn A hoặc C đúng thôi rồi. Bây giờ bên đây đúng hay bên kia đúng? Mời một đoạn video clip đáp án là biết ngay. Xin mời. Dạ em lụa là
lung linh trời sao sáng trong mắt em. Môi em làm thêm khó câu giá đường vì đường xa ướt mưa. Anh có ca câu đó đúng không? Anh đúng. Da em lụa lãng em xóa mềm mà anh tưởng là cái câu đó lấn qua câu kia rồi. Nhưng em có đọc thêm hai câu nữa xong thì cái mình bị lung lay. Đúng rồi, đúng rồi, bị lung lay. Hay cái lung linh cái mình bị lung lay. 10 điểm cho đội nha. Đức ghê, điểm, đức ghê á. Đúng. Ô số 2, mở. Ủa? Mái tóc. Cái nữ, nữ, nữ đó. Nó không, nam mà, nam mà, nam mà. Thôi từ từ nha. Tóc ngắn, tóc ngắn à. Bây giờ lượt trả lời nghệ sĩ ấn danh thuộc về đội nhà mình. Lưu ý chúng ta chỉ có một lượt duy nhất để trả lời trong cả một vòng thôi. Cho nên suy nghĩ cho kỹ, không đã được chơi tiếp. Chơi tiếp đi. Bây giờ không thể nào nói được đâu. Nhưng mình đã có 20, bên này có 10 rồi. Cho nên mới có xây xích chút xíu. Bây giờ mình chơi tiếp đúng không hết? Tuyệt vời. Mời nhà mình chọn. Số 5 luôn. Câu hỏi nằm sau ô số 5. Chiều nào nắng đi bôi, mà đẹp đi mưa mới. Thấy con mơ mơ muốn đi vào đời. Điện từ dễ dạ. Quá ha. Dạ. Để chọn số 5 là được rồi. Câu hỏi của chúng ta như sau. Đây là bài hát Chuyện đêm mưa. Hãy điền những cái từ mà còn trống trong đoạn nhạc trên. A. Biến mất. B. Chấp nối. Và C. Chấp cánh. 15 giây bắt đầu. B ạ. À. B. Chấp nối. Nói. Và đây là một đáp án chính xác. Chúc mừng. Chúc mừng đội nhà mình có 10 điểm nữa. Và bây giờ mình sẽ mở số 5 để coi gợi ý cái gì ha. Xin mời. Trời ơi, cái cột. Đó là một cây cột, không phải là một cái mặt. Thì mình chơi tiếp. Tiếp, bây giờ tình hình này là phải tiếp thôi. Cứ mà khẩu lệnh đó mà xuất hiện ra ngay giây phút nào thì mình chỉ bấm cái hết là xong. Hay quá Vy ơi. Ủa, không nghe chữ hết. Có chữ hết. Có mà. Chữ hết mà. Chị cũng nghe luôn á. Mình làm MC mình cho nó cân bằng đều đặn. Chứ không đừng mà. Ở bên trọng bên khinh. Không mà em cân bằng đó. Bên đây có 10 điểm, bên đây 30 đang cân. Em đang cân đây nè. Mời nhà mình chọn. Số 3 đi. Em nghĩ số 3 là cái mặt. Ok. Câu hỏi đằng sau bản ghép số 3 của chúng ta có một đoạn video clip gợi ý. Xin mời. Trời ơi, cái trò gì vậy trời? Ủa, Minh Ngọc hả? Minh Ngọc. Câu hỏi là đây là bài hát gì? Có 3 gợi ý. A. Căn phòng mưa rơi. B. Lỗi tại mưa. Và C. Nắm tay em khi mưa đến. Chọn câu A. Ok chưa? Ừ, ok đi anh chốt đi em cũng biết. Bây giờ có lung lay nữa không? Không dạ, có lung lay nữa. Không có lung lay hết á. Dạ. Biết đâu bây giờ lung lay lại đúng. Và đáp án mình là căn phòng mưa rơi. Căn phòng mưa rơi. Căn phòng mưa rơi là một đáp án chính xác. Chúc mừng. Yeah. Điểm nữa chưa? Yeah. Rồi, bây giờ 20 điểm kèm theo cái bức tranh số 3, xin mời. Trời ơi. Sao kỳ trời? Cây cột thứ hai hiện ra. Tôi tức ghê á. Mình đang có cái lượt trả lời. Đó. À. Cho nên là mình trả lời thì mình sẽ có 50 điểm nếu đúng. À. Nếu sai bị trừ 50 điểm, mất quyền trả lời nghệ sĩ ấn danh luôn. À. Thì bây giờ mình quyết định là chơi tiếp hay trả lời? Chơi không? Chơi luôn. Chơi luôn. Chơi luôn. Chơi thì hết. Hết. Hết nè, em bấm nãy giờ đó. Trời đất ơi, sao em cứ lo nói chuyện với chị. Em phải tập trung cho cái vụ bánh là em. Ủa? Mà Phan, quý vị hãy coi lại đoạn video clip sau đây. Là chị chỉ có bấm thôi. Lại tất cả là em. Ủa, alo. Lúc đầu chị nói nhiệm vụ của chị là bấm thôi. Đúng rồi. Nhiệm vụ trả lời là Minh. Không bao giờ chị nói thua thằng nhỏ. Em buồn. Em đừng có buồn. Có anh ở đây, anh sẽ là luật sư của em. Đi về. Ủa? Em nhớ gì luôn á mọi người. Nhớ gì luôn á. Rồi thôi, bây giờ mình chỉ còn ô số 4 dành cho đội nhà vui vẻ thôi. Mình sẽ mở luôn. Câu hỏi cuối cùng như sau. Xin mời video clip. Đời từ muôn thuở, tiếng mưa có vui bao giờ. Hả? Ủa sao hết lẹ vậy? Câu hỏi của chương trình như sau. Đây là ca khúc Chuyện ba mùa mưa. Dạ. Một sáng tác của sĩ Minh Kỳ và Dạ Cầm. Hãy cho mình dù biết câu hát tiếp theo. Em giao hết cho anh. Là gì? Dễ. A.
chuyện đời nay kể cách đây đã ba mùa mưa. B, chuyện lòng tôi kể cách đây mới ba mùa mưa. Và C, chuyện lòng tôi kể cách đây đã ba mùa mưa. Trời ơi, cái câu này là C chứ còn cái gì nữa. Chắc chắn là C luôn. Chắc chắn là C. Đời từ muôn thuở, tiếng mưa có vui bao giờ. Chuyện lòng tôi kể đến đây đã ba mùa mưa. Ủa sao đến đây kìa? Mang, bây giờ đến hay cắt? Đây, cắt đây, lộn, làm lại, làm lại. Làm lại, làm lại. Hai, ba. Chuyện lòng tôi kể cách đây đã ba mùa mưa. Hay quá. Chân ngon gì quên. Vốn liếng chỉ có hai câu thôi mà còn bị giáp một chữ nữa. Đúng, quan trọng rồi. Đúng, đúng quan trọng. Đúng. Vậy thì đáp án này là một đáp án chính xác. Chúc mừng. Ok, với việc là trả lời đúng mình có thêm 10 điểm nữa, cân bằng 30-30. Nhưng quyền trả lời đang thuộc về đội mình. Xin mời ô số 4 mở. Đó. Quá. Quá dễ rồi. Nghệ sĩ ẩn danh tuần này là ai? Chúng ta có 20 giây suy nghĩ và trả lời. Nếu đúng sẽ có 50 điểm. Nếu sai 30 điểm mất đi, quay về không và nhường quyền trả lời cho đội Minh Tinh. Thời gian đã hết. Mời đội nhà mình đưa ra quyết định. Quốc Đại. Quốc luôn đi. Quốc Đại. Quốc Đại hả? Ừ, anh Quốc Đại. Ok anh, em tin anh đó. Dạ, đúng rồi, đúng rồi, như Quốc Đại á. Đúng rồi, anh Quốc Đại á. Cái cặp chân mai này nè. Nếu đúng, được 50. Sai, bị trừ hết 30 điểm, về không. Anh Quốc Đại. Chốt đơn. Chốt đơn, và đây là một đáp án không chính xác. Chết cha. Mình loại được một người rồi. Trả lời luôn. Em trả lời đi, sai em chịu. Sai em chịu. Gì vậy? Trời ơi, chị tin. Dạ. Hôm nay em nể chị thì tin. Không, chị hèn lắm luôn. Không, chị đúng với chị hốt hết rồi. Không, sống chết với em mà. Đúng rồi, quá. Hai ba cùng đọc cái tên nha. Hai, ba, ba. Chế Thanh. Không lẽ như vậy? Đúng rồi. Nhưng mà nó là như vậy, chúc mừng. Cái gì mà ẩm trọn 80 điểm vậy ta? Trời ơi, mấy gì đó chị giỏi không? À, chị... cái gì chị cũng biết hết trơn. Bình tĩnh, bé nó cũng ghi điểm nhiều. Nâng đỡ bé lên chút nha. Đâu làm lại, nâng lên. Cái gì của bé mình hết trơn. Làm cái gì luôn á. Em vô dụng nhất trong chỗ này luôn á. Bây giờ không, mình sẽ đoàn kết với nhau. Hai đội luôn, phải đoàn kết với nhau để chúng ta đến với vòng thứ hai của chương trình. Rất thú vị mọi người thân mến. Ngôi nhà của sói. Quý vị thân mến, chúng ta đã có mặt tại vòng 2 Ngôi nhà của sói. Và sàn đấu ngôi sao đang chờ đợi lượt chơi của hai chú thằng lằn con. Đùa nhau cắn nhau hai vẫn còn hai cái đuôi. Còn là cho cắn nhau đứt đuôi. Không có đứt, còn đuôi. Còn đuôi. Và bây giờ sẽ là câu hỏi đầu tiên. Có một đoạn video clip gửi. Xin mời. Mùa xuân rồi đi. Ủa, mà hương sắc mùa xuân vẫn nồng nàn tươi đẹp. Đây là đánh lừa. Giọng là giọng của ai thì không biết, đúng không? Thì mình nghe quen quen vậy thôi. Nhưng bài hát này là bài hát gì? Có hai gợi ý. A, mưa hè. B, mưa ngâu. Chọn ai? Luôn luôn lúc nào chị cũng nhường em mà. Em cái gì trả lời? Em nghe lời chị. Chọn câu A. Quà đúng không? Mở. Chém cái đuôi lên là chạy. Rồi. Cẩn thận nha. Tóc chưa. Tóc chưa. Nhờ em cãi chị cho nên anh mới có điểm đó. Yeah. Giọt mưa nâu út non trên cành thành lá đi. Giọt mưa nâu tròn xoe chiếc ô trên đầu. Và đáp án chính xác của chương trình là ca khúc Mưa Ngâu. Và bây giờ sẽ là câu hỏi tiếp theo. Chị sẽ là người trả lời. Câu hỏi này là một câu hỏi không có gợi ý gì cả. Bài hát mang tựa đề Trời Còn Mưa Mãi. Hãy cho em biết
câu hát đầu tiên của điệp khúc là gì? A. Anh từ xa vắng có bao giờ nhớ thương? B. Anh từ xa vắng có bao giờ nhớ nhung? Nhớ thương hay nhớ nhung? Em hay nhớ nhung lắm. Hay nhớ nhung lắm? Nhớ thương. Là bây giờ nếu mà nhớ nhung là vô cái nào? Nhớ nhung là B nha. Còn nhớ thương là A nha. Nhớ nhung là vô B phải không? Vô B nha. Tin xạo quá nghe tin à, lương lẹo quá nghe tin à. Sói, mình có thêm 20 điểm nữa. Yeah. Đi vô. 20 điểm ơi. Hay quá. Và đáp án chính xác của chương trình là anh từ xa vắng có bao giờ nhớ thương. Âm nhạc lên. Và bây giờ sẽ là câu hỏi cuối cùng dành cho lượt nhà mình. Sẽ có một đoạn video clip gợi ý, xin mời. Đây là sao? Đây là bài hát Con đường mưa. Trong đoạn nhạc gợi ý trên, hơi khó hơn cái là mình bị làm méo tiếng nữa nha. Ca sĩ đã hát mấy lần cụm từ làm sao? Ủa sao nghe được đâu mà. Thì bởi mới nói hơi khó. Nhưng khó ló ra cái happy. Lỡ mà mình đúng thì mình vui dữ lắm. A. 8 lần. B. 9 lần. Bây giờ em cứ đoán đi. Bây giờ 8 hay là 9 đây? Bây giờ chị chọn 8 hay 9? Chị hạp số 8. Rồi Minh chọn số mấy? Em chọn số 8. Số 8 luôn. Thì mình chọn số 8. Rồi Minh lên đi cứ. A là 8, B là 9. Để hí hí nhìn vô. Em thấy một con sói xấu xa nằm trong đó. 3, 2, 1, mở. Yeah. Chúa là đội mình có thêm 20 điểm. Chúc mừng Minh Tinh. Tối, đội mình quá giỏi. Mình có cướp được 40 điểm nha. Trong lần này mình hoán đổi thân phận để xem lần này đội nhà mình làm sói thì có mang về được nhiều điểm hay không. Lượt hoán đổi bắt đầu. Quý vị thân mến, lượt hoán đổi đã hoàn thành. Bây giờ là chúng ta là người chơi, phải lựa được cái cửa đúng nha. Ok. Yeah. Câu hỏi đầu tiên sẽ có một đoạn video clip gợi ý, xin mời. Khi xưa đưa em qua phố bất đần, một tình trong vắng, giờ là hư không. Em xưa hay quên ngày đã theo chân, bỏ lại cuối phố một chân. Ừ, cái đoạn đó là cái đoạn mà cần thiết điền vô đây nè. Ca khúc Hãy Để Mưa Rơi vừa rồi, từ còn trống là gì? A. Long ngông. B. Long bông. À biết rồi, mà lại biết. Long bông. Long bông. Tên anh đi, tên anh đi. Bây giờ tên anh không? À, anh Tý là người lựa chọn, mời anh ra đây. Rồi. B phải không? B này còn người nữa. Ôi nhà tôi con chó dễ thương quá. Dễ thương quá. Ủa? Cục cưng ơi, cục cưng ơi. Cái gì vậy? Ủa? Cái gì mà tuổi đổ, tuổi đổ. Đổ. Đây. Không cho vũ khí. Dạ. Nè. Trời ơi. Trời, hư vũ khí rồi, hư vũ khí nhục rồi. Luôn, đè xuống, đè xuống. Hư vũ khí rồi. À. Rồi xong, lên đường. Khi xưa đưa em qua phố bất đần, cuộc tình trong vắng, giờ là hư không. Em xưa hay quên ngày đã theo chồng, bỏ lại cuối phố một tràng lòng ngông. Không sao đâu anh, mình còn hai cơ hội nữa, không sao đó. Chính xác. Bây giờ là lượt của em. Đúng rồi. Mời em sẽ lắng nghe một đoạn video clip sau đây. Mưa làm sao đến bên dòng đời kỳ thả.
bao năm qua đi ngỡ như mộng về. Câu hỏi của chương trình như sau, hãy điền vào từ còn trống của đoàn nhạc vừa rồi. A thì thầm, B thầm thì. À em biết nè. Để cho sói khỏi chuẩn bị. Yên tâm đi, nhà này có con chó dễ thương lắm. Mời mở. 2, 1. Bao năm qua đi ngỡ như mộng về thầm thì, giọt mưa rơi rơi ướt mi. Và chúng ta chỉ còn một cơ hội cuối cùng trong lượt này mà thôi, cố gắng lên nhé. Câu hỏi của chương trình cũng sẽ có một đoạn video clip gửi, xin mời. Ngày hôm qua đó, ta nhìn thấy nhau, trời mưa giống nhau đây. Đây là bài Mưa đã tạnh. Dạ. Và cái từ còn thiếu là từ gì? A trao nhau, B e ấp. Ngày ngày giờ nhớ nhau ta trao nhau mối tình đầu là cũng đúng nha. Ta e ấp mối tình. Không. Trao nhau. Là A đúng không? Trao nhau là A đúng không? À, trao nhau. Em nhường cho anh đó, anh hãy vô cướp hoàng tử đi. Yên tâm đi, nhà này có con chó dễ thương lắm. Bút. Con gì vậy? Đập. Ủa sao không? Chó sói của dòng này thấy vô dụng quá. Chó sói dòng này không có xuất sắc thương vậy chứ. Dạ, không xuất sắc thương hả? Không xuất sắc thương. Không. Rồi, đáp án chính xác của chương trình đó chính là đáp án B, e up. Dạ, vì lựa chọn sai cho nên sói có 20 điểm. Chúc mừng. Nó hơi nghe cửa ngâm tí xíu nhưng mà nó phù hợp với cái nội dung cho okay. Nên mình sai, mình không có điểm. Sói yeah. Lại có thêm 20 điểm nữa rồi. Yeah. Bây giờ chúng ta sẽ tổng kết số điểm nhé. Qua hai vòng thi hiện nay Minh Tinh đang có 140 điểm. Yeah. Đội Vui Vẻ đang có 60 điểm. Okay. Yeah. Thua 80 điểm chứ nhiều. Thua 80 điểm, bây giờ mình sẽ gỡ điểm nhiều hơn. Vòng 3 với tên gọi đặt cược, xin mời. Quý vị thân mến, chúng ta đang quay trở lại với sàn đấu ngôi sao và đây là vòng thi đấu cuối cùng với tên gọi đặt cược. Chúng ta phải thật sự tính toán, dùng những cái mưu trí để làm sao qua 3 lượt đội nào có điểm số cao hơn đó là chiến thắng. Nghe nè. Dạ. Rồi, cũng chưa hiểu lắm, em sẽ nói lại từ đầu đi. Okay, em sẽ bắt đầu nói lại từ đầu đó. Yeah. Bây giờ Minh Tinh thừa thắng mình xong lên, mình đang thoải mái quá. 140 mình muốn đặt cược bao nhiêu ạ? Bây giờ bên đó có 60, mình đặt 60. Dạ. Yeah. Hay. Chốt đơn. Ok, chốt đơn. Câu hỏi 60 của chương trình sẽ có một đoạn video clip gợi ý cho mọi người, xin mời. Mà Thùy Mì đoán trắng như tình tình cô gái Huế. Dạ, đây là ca khúc Mưa trên phố Huế. Trong đoạn video clip gợi ý vừa rồi, ngôi chùa rất nổi tiếng được nhắc đến trong ca khúc này là ngôi chùa nào? Hết. Đệ tử. Dạ. Rồi. Ủa? Chùa Thu Muội Thiên Mụ. Chùa gì? Chùa Thiên Mụ. Và đây là một đáp án chính xác. Giỏi quá, thiệt. Điểm số hiện nay là 200 tròn. Dạ, chúc mừng. Ủa bên đây có chơi nữa mà. Có, bên đây có chơi nè. Bây giờ bên này ví dụ đặt cược thêm vô 110 nữa thì mà 220 là coi như là mình thắng bên này luôn, đúng không? À. Cái đó là chiến thuật mình đang tính thôi. Người tính đôi khi không bằng trời tính. Rồi bắt đầu. Hay quá. Vui vẻ ha. Vui vẻ, như vậy vậy. Vui vẻ đâu. Giờ sao? 50 không? Chơi hết. Chơi hết. À, anh tí chơi hết không? Khoan, chơi hết còn lượt nữa không có điểm chơi. Không điểm đi về. Anh à,
Thôi, chờ hết đi. Đội vui vẻ của chúng ta đã quá vui khi đặt hết toàn bộ số điểm ở lượt 2 này. Và bây giờ sẽ là câu hỏi với 60 điểm đặt cược. Biết ca khúc Em Gái Mưa không? Trời ơi, con nghi cái gì cũng ối trời ơi, hết bài nhạc lên đi rồi biết hay không. Bài này không có nhạc luôn. Không có nhạc luôn. Trong ca khúc Em Gái Mưa, cô gái đã hỏi chàng trai câu gì? Mình hợp nhau đến như vậy, thế nhưng không phải là yêu. Và em hỏi rằng chúng ta là thế nào? Chúng ta là thế nào? Và câu trả lời của mình là chúng ta là thế nào? Đây là một đáp án. Nhân đôi số điểm là hợp nhau đến như vậy, thế nhưng không phải là yêu. Và em muốn hỏi anh rằng chúng ta là thế nào? Ủa, phiên bản Mina Hao. Hết hồn luôn á. Chúc mừng nhà mình. Dạ. Có vẻ như là gần như sự tính toán của tôi, được không ạ? Đúng rồi. Điểm số là 120. Bây giờ là lượt 3 đó, cho nên bên đây phải chắc chắn bấm được để có cơ hội lội ngược dòng chiến thắng. Okay. Mà khi mà em nói cái từ đó là mình phải bấm liền. Mà cái từ đó em sẽ bỏ nhỏ ở bất cứ nơi đâu trên cái thân hậu này. Okay. Qua bên đây là em bắt đầu nhảy qua bên này. Em bắt đầu nhảy qua bên này là đúng rồi. Rồi. Rồi, bây giờ mình sao? Chơi hết. Chơi hết luôn. Đâu? Với việc đặt cược 120 điểm, được ăn cả, ngã về không. Okay. Đây là cơ hội cuối cùng. Câu hỏi của chương trình như sau. Trong ca khúc Tôi Là Tôi của Quách Thành Danh, sáng tác của Hồ Quốc Bình, cho Minh Xù hỏi, giọt mưa được ví như điều gì? Hết. Giọt mưa rơi nhẹ rơi như là giọt nước mắt đắng cay. Giọt mưa được ví giống như là giọt nước mắt. Giọt nước mắt gì ạ? À? Nước mắt đắng cay. Đắng cay. Yeah. Trời, anh em giỏi quá. Giọt cà phê đắng ngắt. Giọt cà phê đắng ngắt hả? Em chuẩn bị ăn trái đắng rồi. Chốt không? Chốt. Và đáp án giọt mưa như là giọt nước mắt đắng cay là một đáp án. Chính xác. Chưa. Hai bà chính xác đi. Trả lời giùm thôi nè. Không có chính xác. Đây là một đáp án đúng. Hay quá, tí ơi. Nhà mình đang chiến thắng ngoạn mục. Ngoạn mục thiệt sự. Quá ngoạn mục. Không dám tin luôn á. Vô dáng. Vô dáng. Nhận cúp. À, đấy chứ. Chúc mừng cho đội chiến thắng ngày hôm nay. Và đội xém may mắn chiến thắng ngày hôm nay cũng có số điểm rất cao nha. Bên đây 240, bên đây 200, ngang tài ngang sức. Cảm ơn cả hai đội chơi đã đến với sàn đóng ngày sau tuần này. Còn bây giờ Minh Xu, các nghệ sĩ xin chào và hẹn gặp lại vào tuần sau.